Sau 15 lần giảm liên tiếp, giá thép bắt đầu tăng trở lại, có thương hiệu điều chỉnh mạnh 810.000 đồng một tấn. Khoảng 11 thương hiệu chiếm thị phần lớn đồng loạt thông báo tăng giá thép ngay cuối tháng 8. Biên độ điều chỉnh giữa các đơn vị có phần quá mạnh thấp nhất khoảng 150.000 đồng, cao nhất lên đến 810.000 đồng một tấn. Mức tăng này không mạnh so với những đợt leo thang liên tiếp hồi tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, trên mức nền 14,4 đến 15,7 triệu đồng một tấn, lần điều chỉnh này khiến giá thép vẫn neo cao so với mốc 12,5 triệu đồng trước bảo giá. Giá thép tăng trở lại đúng như dự đoán của Hiệp hội Thép Việt Nam.